Tôi đang ở khu vực check-in VIP của Việt Nam Trail Marathon. Ok, đây là sảnh của khách sạn Mường Thanh. Rất là đông vận động viên đến tham dự. Và ở đây chúng ta đang check-in ở cái khu vực mà các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có khu vực 70 km. Cao nhất là 70 km, còn 42 và 21. Và ngày mai Tuấn sẽ tham gia giải Việt Nam Trail Marathon với cự ly 21 cây. Cảm ơn các bạn.